Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Phương Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay Thảo My sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món bánh dân gian Nam Bộ. Đây là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết và giờ đây còn trở thành một món ăn rất là thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không biết là quý vị và các bạn đã đoán ra được đó là món ăn gì chưa ạ? Vâng, đó chính là bánh tét hay còn gọi là bánh đòn. Bánh tét thì có gì đặc biệt? Thế thì quý vị có biết chỉ với những đòn bánh dân dã như thế này thôi mà đã trở thành đặc sản và còn xây dựng nên cả một thương hiệu với tên gọi đó là bánh tét Trà Cuông. Bánh tét Trà Cuông không chỉ góp phần tạo nên danh tiếng cho tỉnh Trà Vinh mà còn giúp hình thành nên cả một làng nghề chuyên làm ra những đòn bánh có 102 này. Trà Cuông là tên một ấp nằm dọc theo quốc lộ 53, thuộc xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, cách thị xã Trà Vinh khoảng 12 km. Đây là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Bao đời qua, địa danh Trà Cuông trở nên nức tiếng gần xa bởi là nơi làm ra món bánh tét, một đặc sản giao thoa giữa hồn Việt và nét Khmer. Bánh tét Trà Cuông đã có mặt khắp các chợ đầu mối của các huyện thị trong tỉnh Trà Vinh và nhiều tỉnh thành khác. Riêng tại ngã ba Trà Cuông, tập trung hàng chục quầy bánh tét với đủ các nhãn hiệu, hoạt động từ sáng tới tận đêm. Theo các tuyến xe khách hay các tour du lịch, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh, mỗi khi có dịp đi ngang qua đây, đều dừng chân ghé vào để mua bánh tét mang về. Gia đình em thích ăn bánh tét Trà Cuông, ăn nếp thơm ngon, dẻo nhưng đậm đà. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh và thỉnh thoảng về Trà Vinh để thăm gia đình và cũng ghé đây để mua bánh tét về thành phố để ăn. Con đồ rất thích và bạn bè cũng thích mà gửi mua. Chỉ với những đầu bánh tét nhỏ thôi nhưng mà đã đủ sức níu chân rất là nhiều du khách ghé mua về làm quà biếu hoặc là dùng trong gia đình. Đến đây thì không biết quý vị và các bạn có tò mò rằng những đòn bánh tét Trà Cuông được làm ra như thế nào không? Và bên trong bánh thì có điều gì đặc biệt hơn so với bánh tét truyền thống mà lại tạo ra sức hấp dẫn với thực khách đến như thế? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Thảo My tìm hiểu nhé! Cô ơi, con đã ăn qua cũng khá là nhiều loại bánh tét rồi nhưng mà chưa từng ăn bánh tét Trà Cuông bao giờ hết á. Không biết là cái điều gì đã tạo nên sự đặc biệt và sức hấp dẫn cho bánh tét nổi danh này ạ? Bánh tét Trà Cuông đặc trưng là bánh tét rất là dẻo và thơm. Cái hương vị nó rất là đậm đà. Để chị Hai Lý cắt bánh này thử ở trong như thế nào ha. Dạ. Nè. Wow. Cái màu xanh là cái màu bùn ngót nha. Bánh có một cái màu xanh rất là đẹp mắt luôn. Thực sự là con rất là ngạc nhiên bởi vì con chưa bao giờ nghĩ là cái màu xanh của bánh tét lại được làm từ lá bồ ngót. Thông thường con thấy người ta hay sử dụng lá dứa để mà tạo nên màu xanh cho món ăn. Cái mùi lá dứa là cái mùi thơm béo, thơm ngọt. Thành ra cái bánh tét này không có làm được cái mùi lá dứa. Cái này là làm cái mùi lá bồ ngót nó mới đậm đà thêm. Là nó hòa quyện với nếp sáp. Rồi đặc trưng nhất là trứng muối. Nó bùi bùi, nó thơm thơm, ăn cho nó đỡ chống ngán á. Nghe những cái gì mà cô giới thiệu thì con rất là muốn ăn thử cái bánh tét này để coi nó đặc biệt như thế nào. Con ăn thử nha. Em ăn thử đi. Ăn chung với dưa món nha. Dưa món cũng rất là ngon. Rồi. Thực sự đây là lần đầu tiên con có dịp được ăn bánh tét Trà Cuông với dưa món. Bánh rất là ngon đó cô. Mới nhìn thôi thì đã thấy màu sắc của bánh vô cùng bắt mắt rồi. Khi mà ăn từng miếng nhỏ thì con có thể dễ dàng cảm nhận được cái vị mà dẻo, thơm của lớp nếp nè. Vị bùi bùi của đậu xanh nè. Rồi vị béo của lớp thịt, lớp mỡ. Và đặc biệt con có thể cảm nhận được cái vị mặn mặn của trứng muối, cả dưa món nữa. Không những vậy con còn nghe một chút thơm thơm của lá bồ ngót nữa. Quả thật bánh tét Trà Cuông này rất là ngon luôn đó.
Sau khi đã thưởng thức nè và cảm nhận được vị ngon của bánh tét Trà Cuông rồi thì bây giờ con rất là tò mò, muốn tìm hiểu xem những cái đồng bánh tét này được làm ra như thế nào. Cô hướng dẫn cho con với nha. Cô không ngại con sẽ học lén bí quyết của cô chứ? Không, không sao đâu em. Muốn làm bánh tét á, dạ, thì bây giờ em phải trước đầu tiên hết là em phải chọn nguyên liệu rất là kỹ càng và phải cho nó chất lượng. Rồi mình sẽ mới làm cái ra sản phẩm bánh tét này được. Theo những người làm bánh tét Trà Cuông gia truyền, bí quyết để có được những đòn bánh ngon, dẻo phụ thuộc rất nhiều vào khâu chọn nguyên liệu. Trước tiên là nếp để gói bánh. Trước đây, nếp bắt buộc phải là loại nếp sáp, một loại nếp đặc trưng của vùng đất Trà Vinh, có độ sánh kết phù hợp, không lẫn gạo hay là nếp tạp. Ngày nay, do nguồn cung ứng loại nếp sáp lúa mùa địa phương này không đủ trước lượng bánh tiêu thụ lớn, nên nhiều cơ sở sản xuất bánh tét đã dùng thêm loại nếp sáp được trồng ở nhiều khu vực khác, nhất là ở vựa lúa nổi tiếng Long An. Có một điểm khác biệt giữa cách làm bánh tét Trà Cuông so với các loại bánh tét khác là nếp ở đây không đem ngâm, chỉ cần vo thật sạch để ráo trước khi đem đi gói bánh. Nhờ vậy, hạt nếp sẽ dẻo đúng độ và tránh bị nhão mềm. Để có được màu xanh đặc trưng của bánh tét Trà Cuông, yêu cầu chỉ dùng duy nhất màu tự nhiên là lá bồ ngót, hoàn toàn không pha phẩm màu hay là màu xanh từ các loại lá khác. Lá bồ ngót vừa dễ tìm vì có thể trồng ngay tại vườn nhà, vừa là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và tạo mùi thơm nhẹ. Lá bồ ngót sau khi rửa sạch, cho vào đâm hoặc là xay nhuyễn để lấy nước cốt trộn với nếp. Sự kết hợp của loại nếp sáp với màu xanh của lá bồ ngót để tạo thành lớp vỏ bánh tét là một trong những điểm đặc trưng nhất mỗi khi giới thiệu đến món đặc sản này. Nhân bánh thì được thực khách ưa thích bởi hương vị rất đậm đà. Đó là sự kết hợp từ nhiều loại thực phẩm, bao gồm đậu xanh, loại hạt phải to, tròn đều, đãi sạch vỏ, đem nấu chín, rồi tán nhuyễn. Mỡ heo là loại mỡ dày dưới da. Thịt nạc phải tươi hồng. Thịt và mỡ được sắc thỏi dài, vuông vớt các góc cạnh. Đặc biệt nhất là có thêm lòng đỏ trứng vịt muối, tạo hương vị riêng cho bánh tét Trà Cuông. Vừa bắt mắt lại vừa thu hút khẩu vị của thực khách. Trừ lòng đỏ trứng vịt muối, tất cả các nguyên liệu từ thịt, mỡ, đậu xanh đều được tẩm ướp các loại gia vị vừa phải như muối, đường, bột ngọt, hành lá. Không chỉ quan tâm đến chất lượng bánh bên trong mà ngay cả hình thức bên ngoài cũng rất được chú trọng. Thông qua việc chọn lựa các nguyên vật liệu như lá chuối để gói đều là những tàu lá chuối tươi, khổ rộng vừa phải, không bị rách, đem phơi nắng hoặc là để cho khô. Sau đó được lau kỹ và xếp lại thành từng sấp gọn gàng. Dây lạc để cột cũng phải đảm bảo chất lượng. Loại 1 là loại đủ dài, đủ chắc để bánh gói được chặt. Tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bây giờ thì chúng ta đi gói bánh quý vị nha. Chị Bảy ơi, để mà mình gói bánh tét á, thì là phải có bao nhiêu công đoạn ạ? Mình muốn hoàn thành một đòn bánh tét á, thì nó qua hả tới 3 công đoạn cháu. Dạ. Đoạn trước nhất á, thì mình hả làm nhân, nhưng gồm có đậu, rồi thịt, rồi trứng, muối, rồi mỡ. Mình mới dắt lại thành cái nhân. Dạ. Rồi qua công đoạn gói. Công đoạn gói này á, là trước nhất là mình trải nếp ra để cục nhân vậy nè cháu. Rồi mình rạch rất là nhanh tay, ấp lên, bóp thật chặt. Rồi dựng lên vậy nè, cháu phải vỗ cho nếp nó xuống. Rồi đó mình gói, mình chặt tay vậy nè, đòn bánh nó chín, nó dẻ dặt, nó không bị nông nước. Để bị nông nước, nó nhão, yeah, nó dễ bị thiêu. Yeah. Rồi qua cái công đoạn cột, cũng phải cần cột cái đòn bánh cho nó chặt cọng dây. Cái bánh, yeah, nó dẻ dặt, nó mới ngon. Nó thành ra 3 cái công đoạn, yeah, mới hoàn thành một đòn bánh tét. À, ở đây có 3 người, mỗi 3 người là sẽ đảm nhận một cái công đoạn khác nhau. Dạ đúng. 3 cái công đoạn này thì công đoạn nào khó nhất cái gì vậy? Công đoạn nào cũng phải có cái khó riêng của nó. Nếu mà dắt nhân á, cháu không có làm đều tay á, thì cái nhân á, cái trứng nó sẽ đi lệch một bên. Nó, dạ, sẽ lòi mỡ, lòi thịt, nó không có đạt.
Rồi và cái gói á, thì nếu mà cháo gói không chặt tay đòn bánh ăn á, nó sẽ là bị nông nước. Nghe thôi thấy phức tạp quá dì ơi. Con thấy á, những cái đòn bánh ở đây nè, đòn nào cũng có một cái kích thước tương tự nhau và rất là đẹp luôn. Nhưng mà rồi, mình làm sao để mà có thể đảm bảo là đòn nào cũng giống như đòn nào, không có đòn lớn, không có đòn nhỏ vậy gì? Qua cái kinh nghiệm của mình làm quá lâu rồi. Dạ. Cái kinh nghiệm của mình có, thành ra hả cái liều lượng cái nào dạ, cũng bằng như cái nấy à. Trong khi là mình xúc cái chén nếp của mình là nó cũng quen tay. Dạ. Bởi vì cái đó là có cái kinh nghiệm của mình. Dạ. Vì 7 gói bánh này là được bao lâu rồi gì? Chắc cũng 14 15 năm rồi cháu. Wow. 14 15 năm là dày dặn kinh nghiệm luôn. Dì Bảy chỉ cho con gói bánh tét đó nha. Rồi. Dì Bảy ơi, con gói như vậy là được chưa dì Bảy? Được rồi, rất đẹp rồi. Con làm vậy là đủ để dì Bảy nhận con về đây có bánh tét chưa? Đủ rồi. Quý khán giả thân mến, như vậy là sau một hồi lay hoay thì Thảo My cũng đã tạm gói được một đòn bánh tét trông như thế này. Rất đẹp rồi. Rất là đẹp rồi hả dì Bảy? Ừ. Dì Bảy cho con bao nhiêu điểm? Cho 9775. 9775. Cảm ơn dì Bảy. Thoăn thoắt gói cột nhưng cũng đầy chăm chút tỉ mỉ. Những đòn bánh tét cứ thế được tạo ra từ những đôi bàn tay khéo léo của những người thợ gói. Đòn bánh nào cũng đều đẹp như nhau và tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được đặt lên hàng đầu. Công đoạn tiếp theo để cho ra thành phẩm cuối cùng là cho bánh vào nồi luộc. Đây cũng là khâu khá quan trọng, quyết định nhiều đến chất lượng của bánh tét. Cô ơi, cái quy trình của mình đó là mình sẽ sắp bánh vô trước nè, rồi mình mới chế nước vô, rồi mình nấu. Hay đúng rồi em, sao ạ? Sắp bánh vô xong rồi chế nước vô nấu. Chứ bây giờ mà để chế nước vô trước á thì sắp bánh nó không có được, nó dạ, hơi cực hơn. Dạ. Mà chế nước là mình chế nước nguội hay là mình chế nước sôi đã nấu rồi vậy ạ? Cái này là mình chế nước sôi nấu rồi cũng được, mà chế nước nguội cũng được. Dạ. Thông thường á là để mà nấu bánh chín á mình sẽ nấu trong vòng bao nhiêu tiếng đó cô? Bánh nhỏ thì 8 tiếng, bánh lớn 9 tiếng, 10 tiếng, như bánh chữ là 12 tiếng. 12 tiếng, ừ. Ôi lâu quá, mình phải đợi cả nửa ngày mình mới được ăn bánh. Thường á, một cái nồi như vậy thì mình nấu được bao nhiêu đòn bánh đó cô? Nồi này nấu bánh hai lớp á, là nó 150 đòn à. Mình sắp lớp dưới rồi sắp lớp trên nữa là dạ, nấu nước vô đầy nấu. Dạ. Một ngày thì tại cái cơ sở của mình á, là sẽ nấu khoảng bao nhiêu đòn cô ha? Như bình thường, ngày thường của mình á, thì ngày khoảng 200 đến 300. Dạ. Ngày thứ bảy chủ nhật thì nó có hơn. Rồi dạ, như Tết á, là chủ yếu là cái Tết là bánh truyền thống của mình á. Dạ. Thành ra cơ sở của hai Lý này đây là được 40 nồi. 40 cái nồi là chắc là đầy hết ở cái khu vực này. Đầy nồi hết luôn. Nào cũng đỏ lửa hết, chắc là vui lắm cô ha. Đó là không khí là khói không à. Dạ. Rộn ràng luôn, ngay cũng như thợ thầy rồi thợ nó làm nó rất là rộn dạ, ràng. Thường dạ, thì cái dịp Tết thì cái lượng tiêu thụ bánh của mình là nhiều lắm. Để làm ra được những cái đòn bánh tét ngon á, thì khi mà mình nấu á, mình phải canh lửa, canh củi như thế nào đây cô? Canh củi á, là củi phải cho cháy thật là cháy. Dạ. Nước á, là sôi thật là sôi, chứ thì không có để nước mà nó lình bình. Dạ. Lình bình bánh nước nó rút vô cái lá. Thì giờ mấy lá nó đẹp nhưng mà bánh không chất lượng. Là lúc nào cũng phải có người canh để mà lửa cháy đều. Đúng rồi, lửa dạ, phải cháy đều. Ví dụ như là lỡ mà vì một cái lý do nào đó mà cái lửa của mình nó ngưng thì bánh của mình sẽ bị sao cô? Không ngon là nó nông nước vô. À. Nông nước vào đòn bánh. Dạ. Cô ơi, một cái nồi bánh mình nấu ít nhất là 8 tiếng mới xong. Vậy thì trong lúc nấu mình có phải chăm thêm nước không? Lỡ nó cạn rồi sao cô ha? Nồi lớn thì mình khỏi chăm. Còn nồi nhỏ là phải chăm như thường. Dạ. Chăm vừa giật là phải chăm vừa giật. Bánh không có để cho nó nổi lên hơn là nó bị sẽ bị sống. Ở các cơ sở nấu bánh, gần như lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh các bếp lò đỏ lửa liên tục, khói nghi ngút tỏa ra cả một góc bếp. Luộc bánh mất hơn một buổi, vừa vớt ra là được đem đi tiêu thụ ngay trong ngày. Bánh tét Trà Cuông được sản xuất quanh năm để cung ứng cho thị trường vào những dịp lễ như là Ất Âm Bốc của người Khmer hay là Tết Nguyên Đán của người Việt. Sản phẩm này luôn hiện diện trên những mâm cỗ lễ
nên đây được xem là các thời điểm lớn nhất trong năm để các lò bánh hoạt động hết công suất. Vào những dịp Tết thì cơ sở sản xuất một ngày từ 7.000 đến 8.000 đòn, thì thị trường bánh tét của bánh tét cơ sở Hai Lý thì là dường như là có mặt ở khắp cả nước, nhưng thị trường chính là ở các tỉnh thành như ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Dân Trà Vinh chúng tôi rất là tự hào vì có một món bánh tét đặc sản như thế này. Mọi người ở tất cả các vùng miền thì ở đâu cũng biết, thậm chí ở nước ngoài thì mọi người cũng biết đến bánh tét Trà Cuông. Theo người dân địa phương, bánh tét Trà Cuông hiện diện ở vùng đất này từ rất lâu rồi, phần lớn do người Khmer làm ra. Vào những năm 1970, bánh tét Trà Cuông bắt đầu có tiếng tăm, và người có công làm nên những đòn bánh tét Trà Cuông lúc bấy giờ hay được nhắc đến nhiều nhất chính là bà Thạch Thị Lết, người dân tộc Khmer ở xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang. Hồi đời mẹ tôi gói hồi ở chung với mẹ là năm đó là năm 70. Năm 1970 ở chung với mẹ tới lớn lên á, có gia đình thì ra gói là hồi năm 1985. Và chị gói là đầu thì bán chợ Trà Vinh, bán đòn bánh mỡ không à, không thịt, không có hột vịt gì hết trơn á. Rồi sau này cứ thay đổi hoài, để thịt thêm, rồi bắt đầu để hột vịt, bắt đầu có sôi nổi lên. Bây giờ bà già rồi, bà hơi lẫn rồi, giờ chia lại cho con hết rồi, nghề này là con hết luôn. Nếu như bà Lết có công lúc đầu trong việc sản xuất bánh tét Trà Cuông ra thị trường, thì về sau, người được nhắc đến nhiều hơn trong việc nỗ lực quảng bá, gây dựng nên thương hiệu bánh tét Trà Cuông, đó chính là bà Mai Hoàng Lý, thông qua việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm bánh tét tại Festival Lúa Gạo Việt Nam. Các kỳ hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh đã góp phần đưa sản phẩm bánh tét quê nhà đến được nhiều người hơn, và cũng nhờ đó đã hình thành nên cả một làng nghề bánh tét Trà Cuông, nhằm lưu giữ nghề gói bánh tét truyền thống, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân ở vùng quê còn nghèo khó này. Quý vị và các bạn thân mến, quả hết sức thú vị với những điều mà chúng ta khám phá thêm được về bánh tét Trà Cuông, một loại bánh mang hương vị khác biệt với màu xanh, được làm từ lá bồ ngót và bên trong nhân thì còn có thêm trứng muối. Có được món ăn đặc sản để thưởng thức hàng ngày như thế này, chúng ta cũng đừng quên tâm huyết của những người ở làng nghề đã đặt vào trong từng đòn bánh một, và họ cũng đã xây dựng, phát triển thương hiệu bánh tét Trà Cuông ngày một phương xa. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thảo My xin chào tạm biệt và